Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 25 tháng 9 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Thường trực Tỉnh ủy công bố các quyết định thông báo về công tác cán bộ. Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Khởi tố vụ án bố đẻ nhốt ba con nhỏ trong nhà đòi tự thiêu. Trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật Phong Nha - Kẻ Bàng thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Kính mời quý vị và các bạn nghe thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày lễ quốc tang đồng chí Trần Đại Quang. Thực hiện Nghị định 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ công chức viên chức, công điện số 4288/CD-BVH-TT-CL ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày lễ quốc tang, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong hai ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu 1. Các cơ quan công sở trên địa bàn tỉnh treo cờ rủ trong hai ngày quốc tang 26 và 27 tháng 9 năm 2018. Cờ rủ là quốc kỳ có dải băng tang, có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay. 2. Các sở ban ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương, các tổ chức cá nhân, các cơ sở vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi giải trí khác trên địa bàn tỉnh trong hai ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2018. 3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan tổ chức cá nhân trên địa bàn thực hiện các nội dung của thông báo này. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang đã ký. Hết nội dung thông báo. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 25 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức công bố các quyết định thông báo về công tác cán bộ và ký cam kết quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở ban ngành và các cán bộ được điều động bổ nhiệm. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định thông báo về công tác cán bộ đối với 6 đồng chí. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Công Thuật đã trao quyết định cho các cán bộ được điều động bổ nhiệm. Phát biểu nhân nhiệm vụ, đại diện cán bộ vừa được điều động bổ nhiệm khẳng định đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm, động lực để các đồng chí tiếp tục phấn đấu rèn luyện, phát huy năng lực của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúc mừng các đồng chí cán bộ vừa được điều động bổ nhiệm, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí luôn đi đầu gương mẫu, bám sát yêu cầu nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, đặc biệt là phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đổi mới, nỗ lực hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Các đồng chí cán bộ được điều động bổ nhiệm cũng đã tiến hành ký cam kết theo quy định 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Sau đây là danh sách các cán bộ được bổ nhiệm. 1. Ông Nguyễn Thanh Long, chức vụ đơn vị hiện đang công tác, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, chức vụ điều động bổ nhiệm, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. 2. Ông Nguyễn Quang Năm, chức vụ đơn vị hiện đang công tác, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy, chức vụ điều động bổ nhiệm, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh. 3. Ông Lê Văn Bảo, chức vụ đơn vị hiện đang công tác, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy, chức vụ điều động bổ nhiệm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy. 4. Ông Lê Công Toán, chức vụ đơn vị hiện đang công tác, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018, chức vụ điều động bổ nhiệm, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. 5. Bà Hoàng Thị Hà, chức vụ đơn vị hiện đang công tác, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018, chức vụ điều động bổ nhiệm, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. 6. Ông Nguyễn Nam Long, chức vụ đơn vị hiện đang công tác, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018,
chức vụ điều động bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 25 tháng 9 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác công an quý 3, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm những tháng cuối năm 2018. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Thời gian qua, với sự đoàn kết nhất trí và nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ, lực lượng công an nhân dân đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 01 ngày 6 tháng 8 năm 2018, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Đến nay, tổ chức bộ máy từ bộ đến công an các địa phương cơ bản ổn định, bước đầu đi vào hoạt động hiệu lực hiệu quả, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận đánh giá cao. Các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, nổi bật công an cả đơn vị địa phương đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các hội nghị, sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động đối nội đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ công an cả đơn vị địa phương thời gian qua. Đồng chí Bộ trưởng lưu ý, trong thời gian tới, công an cả đơn vị địa phương cần chủ động triển khai cả kế hoạch, phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các hoạt động lễ quốc tang chủ tịch nước, tổ chức sơ kết đánh giá các nhiệm vụ công tác trọng tâm đã đặt ra trong quý 3 2018 thiết thực hiệu quả, rút kinh nghiệm nghiêm túc để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác trọng tâm trong những tháng cuối năm 2018, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ triển khai tổ chức bộ máy mới. Chiều nay ngày 25 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Đầu năm đến nay, Sở Xây dựng đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, tích cực phối hợp với các sở ngành địa phương hướng dẫn và hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các chính sách trong lĩnh vực xây dựng, triển khai các đồ án quy hoạch quan trọng góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, cấp phép xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở và thị trường bất động sản, hoạt động kinh tế xây dựng, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án khu hạ tầng kỹ thuật, khu nhà ở thương mại do Sở làm chủ đầu tư. Theo đó, Sở đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết 645 hồ sơ quy hoạch liên quan, thẩm định 436 công trình dự án, tổ chức kiểm tra nghiệm thu 157 công trình và xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 659 cá nhân. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp tháo gỡ vướng mắc các vấn đề như quản lý và xây dựng chỉnh trang phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Đồng Hới, quản lý về đầu tư hạ tầng các dự án phát triển quỹ đất, thực hiện đô thị hóa gắn với quy hoạch phát triển đô thị văn minh, lập quy hoạch và xây dựng các bãi điểm đỗ xe công cộng, hoạt động của dự án nhà máy xử lý rác thải Đồng Hới, chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và cho hộ nghèo theo cả quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục bám sát chỉ đạo của tỉnh, tập trung triển khai tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là các vùng dự án trên địa bàn thành phố Đồng Hới, các thị xã thị trấn, khu du lịch, khu kinh tế trên địa bàn, thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý tốt đô thị, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng công trình, giá cả vật liệu xây dựng lộ trình sử dụng gạch không nung trong xây dựng, tích cực tham mưu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và người có công với cách mạng. Hôm nay ngày 25 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình gồm ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Cương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và bà Cao Thị Giang đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo với cử tri về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong những tháng đầu năm 2018, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Theo đó, kỳ họp thứ 6 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 năm 2018. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác, đồng thời xem xét các báo cáo về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước, thực hiện giám sát chuyên đề,
xem xét kết quả thực hiện các nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn cùng nhiều vấn đề quan trọng khác. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn cũng đã kiến nghị đề xuất một số vấn đề liên quan như bất cập trong công tác quản lý đất đai, công tác dồn điền đổi thửa tại xã Quảng Tung, giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác cát sỏi trái phép lòng sông hai bên bờ sông Danh đoạn qua địa bàn huyện Quảng Trạch, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo và phát triển kinh tế, giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, vấn đề tinh giản biên chế tại các cơ quan đơn vị, có giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở tại xã Phù Hóa. Cử tri thị xã Ba Đồn kiến nghị về những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng và nhiều ý kiến kiến nghị khác. Sau khi lắng nghe những ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chính quyền địa phương, các sở ngành liên quan đã trực tiếp giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trình lên Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới. Với nguồn kinh phí 600 triệu đồng do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hỗ trợ, vừa qua Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tiến hành trao 40 con bò giống cho các hội viên là những cựu chiến binh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Sáng ngày 25 tháng 9, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức đợt trao bò cuối cùng theo kế hoạch của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Theo đó, 5 hộ gia đình cựu chiến binh nghèo ở các xã Hoa Trạch, Hoàn Trạch, Tây Trạch, Phú Đình và Phú Trạch, huyện Bố Trạch đã được nhận 5 con bò giống sinh sản. Ngoài ra, mỗi hộ gia đình còn được hỗ trợ 1 triệu đồng để mua thức ăn và làm kinh phí chăm sóc ban đầu cho vật nuôi. Sau khi tiếp nhận bò, gia đình các hội viên có trách nhiệm nuôi dưỡng chăm sóc bò giống đến khi bò sinh sản con bê đầu tiên sẽ chuyển bò giống mẹ cho gia đình hội viên khác nhằm giúp cho nhiều hộ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn đều được hỗ trợ bò giống sinh sản để chăn nuôi, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng bền vững. Trước đó, từ ngày 21 đến 24 tháng 9, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phối hợp với các hội cựu chiến binh và cấp ủy chính quyền ở các huyện thị xã tiến hành trao bò giống cho các gia đình hội viên khác. Tối qua ngày 24 tháng 9, Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Bình tổ chức chương trình Tết Trung thu Vầng trăng yêu thương cho các cháu thiếu nhi đang được nuôi dưỡng học tập tại trung tâm. Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh là mái nhà chung của các cháu thiếu nhi mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các cụ già không nơi nương tựa. Trong chương trình, các cháu thiếu nhi đã được tham gia vào các hoạt động vui chơi và thưởng thức các tiết mục văn nghệ. Nhân dịp này, nhiều cơ quan, ban ngành của tỉnh và các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm như Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Quỹ bảo trợ trẻ em, VNPT Quảng Bình, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank chi nhánh Quảng Bình, các nhóm từ thiện, câu lạc bộ thiện nguyện đã đến thăm và trao tặng nhiều phần quà gồm tiền mặt, đồ dùng học tập, bánh kẹo, sữa, áo quần mới, giày dép với tổng trị giá trên 35 triệu đồng. Tối ngày 24 tháng 9, các đồng chí lãnh đạo huyện Quảng Ninh đã đến thăm tặng quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng trên địa bàn huyện. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện Quảng Ninh đã tặng quà và cùng vui Trung thu với các cháu thiếu niên nhi đồng, đồng thời động viên khuyến khích các em cố gắng vươn lên trong học tập, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ. Nhân dịp Tết Trung thu, các thôn bản tiểu khu, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Quảng Ninh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu và tặng quà cho thiếu niên nhi đồng. Thì đoàn Ba Đồn cũng vừa phối hợp với hội đồng đội thị xã trao quà cho các em nhỏ tại thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh. Tại đây, đoàn đã trao tặng 34 suất học bổng với tổng trị giá trên 13 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập và 480 suất quà cho các cháu mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Dịp này, Ban Thường vụ thị đoàn cũng đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các em thiếu nhi tại thôn Tân Sơn, xã Quảng Sơn và trao 100 suất quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình. Tổng trị giá các hoạt động là trên 33 triệu đồng. Số tiền này được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Công ty Bánh kẹo Hữu Nghị, Câu lạc bộ Thanh niên thị xã và Ban chấp hành đoàn trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh quyên góp hỗ trợ. Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng phong trào đồng hành cùng phụ nữ biên cương nhân dịp Tết Trung thu, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Trạch đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa huyện và Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình tổ chức chương trình Biên cương vui hồi trăng rằm cho trẻ em đồng bào Rục tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa. Đồng thời trao tặng 330 suất quà, 300 quyển vở, 4 gốc học tập cho các cháu học sinh với tổng trị giá hơn 110 triệu đồng. Bên cạnh đó, hội còn thăm hỏi và tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn tỉnh.
Ban từ thiện chùa Hồng Phúc phối hợp với công an huyện Lệ Thủy và trường trung học cơ sở Lâm Thủy cũng vừa tổ chức chương trình Trung thu yêu thương cho trẻ em miền núi xã Lâm Thủy. Tại đây, đoàn đã trao 500 suất quà, tặng một bộ trọng đội cho trường trung học cơ sở Lâm Thủy, tổ chức cắt tóc miễn phí và tổ chức nhiều trò chơi cho các em thiếu nhi tham gia. Chương trình Trung thu yêu thương tại xã biên giới Lâm Thủy đã mang đến cho các em thiếu nhi một cái Tết Trung thu đầm ấm, yêu thương. Công an huyện Lệ Thủy vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1982, trú tại thôn Mỹ Hà, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình về hành vi đe dọa giết người. Trước đó, ngày 17 và 18 tháng 9, do mâu thuẫn vợ chồng, đối tượng Nguyễn Văn Quân đã đánh đập vợ phải nhập viện điều trị với tỷ lệ thương tật 7%. Đến ngày 19 tháng 9 năm 2018, vào lúc 7 giờ 30 phút, Quân đã khóa trái cửa nhà, nhốt ba đứa con nhỏ của mình trên tầng 2, chất ảo Quân và châm lửa đốt nhà đòi tự thiêu. Sau khi nhận được tin báo của công an xã Mỹ Thủy, công an huyện Lệ Thủy đã kịp thời đến hiện trường vận động Quân đưa các cháu nhỏ ra ngoài tránh nguy hiểm, nhưng Quân không đồng ý. Tiếp tục cầm dao tự chế, hò hét và cổ thủ trong nhà đòi tự thiêu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an huyện Lệ Thủy đã tiếp cận đập ô thông gió tầng 2, tránh các cháu nhỏ bị ngạt khói. Tấn công tưởng dao của Quân đang cầm, giải cứu ba cháu nhỏ và nhanh chóng đưa đến bệnh viện khám điều trị, ổn định tinh thần. Hành vi ngược đãi vợ con của đối tượng Nguyễn Văn Quân làm cho vợ con đối tượng hết sức hoảng loạn. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Quân đã thừa nhận hành vi của mình. Công an huyện Lệ Thủy đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc, xử lý đối tượng nghiêm minh trước pháp luật. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. 9 tháng đầu năm, Chi cục Quản lý Thị trường Quảng Bình đã xử lý 464 vụ vi phạm. Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Phong Nha - Kẻ Bàng thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Chi cục Quản lý Thị trường Quảng Bình đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Trong 9 tháng đầu năm 2018, Chi cục Quản lý Thị trường Quảng Bình đã kiểm tra 744 trường hợp, đã xử lý 464 vụ vi phạm, trong đó phạt tiền 488 hành vi, phạt cảnh cáo 4 hành vi, tịch thu hàng hóa không xác định người vi phạm 43 hành vi. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, tiền bán hàng tịch thu, trị giá hàng tịch thu chưa bán, hàng tiêu hủy là hơn 6 tỷ đồng. Số tiền đã nộp ngân sách nhà nước 3,3 tỷ đồng. Song song với công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, các đội quản lý thị trường còn kết hợp công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến các cơ sở kinh doanh, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức chấp hành các quy định pháp luật về thương mại. Ngày 25 tháng 9, lãnh đạo huyện Lệ Thủy đã đi kiểm tra việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn. Đoàn đã đến thăm khu dân cư và mô hình trồng dứa ở thôn Tân Truyền, xã Tân Thủy và vườn cam Vũ Quang tại xã Phủ Thủy, vườn cam mật tại xã Mai Thủy. Sau khi kiểm tra thực tế, lãnh đạo huyện Lệ Thủy đã biểu dương kết quả đạt được trong việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu ở các địa phương, đồng thời yêu cầu các phòng ban liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các mô hình sản xuất có hiệu quả, quan tâm giải quyết khâu tiêu thụ sản phẩm cho các vườn mẫu sau khi thu hoạch, đồng thời giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện chỉ đạo hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị công nhận thương hiệu sản phẩm cam mật của huyện Lệ Thủy. Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần phục vụ nhu cầu tham quan và trải nghiệm của du khách, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã đưa vào hoạt động sản phẩm mới trải nghiệm diễn giải môi trường tại khu nuôi bản hoang dã Núi Đôi. Khu nuôi thả động vật bản hoang dã Núi Đôi có diện tích hơn 20 ha, được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2007. Đây là sản phẩm của sự hợp tác bảo tồn giữa Quảng Bình và Hội động vật Phan Anh Phuốc, Cộng hòa Liên bang Đức nhằm phục hồi tập tính hoang dã cho các loài thú linh trưởng trước khi thả về môi trường tự nhiên. Đồng thời, phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái và giáo dục môi trường về bảo tồn động vật hoang dã. Bên trong khu vực này ẩn chứa gần 90 loài động vật có xương sống và trên 230 loài thực vật bậc cao thuộc 170 chi và 74 họ. Khi đến với khu nuôi thả động vật bản hoang dã Núi Đôi, mọi người sẽ được cung cấp những thông tin cơ bản về quy trình chăm sóc, cứu hộ và phục hồi tập tính hoang dã cho các loài động vật trước khi thả về với môi trường tự nhiên. Ngoài ra, còn có cơ hội được quan sát và tìm hiểu tập tính sinh thái của 26 cá thể vọc Hà Tĩnh,
loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa tổ chức thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Tổng số động vật hoang dã thả đợt này là 11 cá thể gồm 1 khỉ cọc, 2 khỉ vàng, 3 khỉ đuôi lợn, 1 rùa núi viên, 2 rùa sa nhân, 2 cu ly nhỏ. Đây là số động vật hoang dã do người các địa phương trong tỉnh tự nguyện giao nộp. Đó là gia đình ông Đặng Ngọc Thịnh ở thôn 3 Xuân Trạch, ông Cao Nhật Tâm ở thôn Thanh Bình 3 Hưng Trạch, bà Nguyễn Thị Quyên ở thôn mới Vạn Trạch, bà Trần Thị Liễu ở thôn 1 Bắc Sơn Thanh Hóa Tuyên Hóa và gia đình ông Lê Trung Tiến ở xã Nghĩa Ninh thành phố Đồng Hới tự nguyện giao nộp. Số động vật hoang dã này sau một thời gian được Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật chăm sóc đã đảm bảo đủ mọi điều kiện để trở về với môi trường tự nhiên. Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật đã thả về môi trường tự nhiên 51 cá thể động vật hoang dã các loại. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 9, Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Đồng Phú và Trạm Y tế phường tiến hành tổng vệ sinh môi trường và phun hóa chất diệt muỗi phòng chống dịch sốt xuất huyết tại tổ dân phố 1, nơi ổ dịch đang hoạt động và có nguy cơ bùng phát dịch lan rộng. Từ đầu tháng 9 đến nay, Trung tâm Y tế Đồng Hới đã ghi nhận 24 ca mắc và nghi mắc sốt xuất huyết, tập trung ở 4 trên 16 xã phường. Trong đó có 17 ca mắc và nghi mắc sốt xuất huyết tại tổ dân phố 1, phường Đồng Phú, với 3 ca xét nghiệm dương tính. Đợt này, Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới đã tập trung phun hóa chất diệt muỗi tại 300 hộ dân trên địa bàn tổ dân phố 1, phường Đồng Phú. Ngoài ra, cán bộ Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới, Trạm Y tế phường và các đoàn thể ở địa phương còn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, loại bỏ các loại vật liệu phế thải. Thời gian tới, Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mật độ muỗi loang quang trước và sau khi phun hóa chất để đánh giá hiệu quả của chiến dịch nhằm tiếp tục triển khai tại các xã phường khác khi có dịch. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 9, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương sẽ triển khai tiêm vaccine bại liệt trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại Quảng Bình. Bên cạnh việc triển khai tiêm vaccine bại liệt, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh cũng đang tiến hành đưa vaccine Combify vào tiêm thay thế cho Quinvaxem theo chương trình của Bộ Y tế. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn với ông Đỗ Quốc Tiệp, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh về tình hình triển khai tiêm các loại vaccine này cũng như những lưu ý đối với cha mẹ có con nhỏ trong độ tuổi tiêm phòng. Thưa ông, theo kế hoạch của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, đến tháng 8 năm 2018 sẽ triển khai tiêm vaccine bại liệt IPV. Vậy đến thời điểm này, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã triển khai đến đâu ạ? Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo là các quốc gia sử dụng vaccine bại liệt uống thì cần phải sử dụng thêm một liều vaccine bại liệt tiêm cho trẻ trong chương trình tiêm chủng mở rộng thường xuyên. Vaccine IPV được sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng là của hãng vaccine Sanofi, Pháp sản xuất. Bộ Y tế Việt Nam cấp phép lưu hành vaccine tại Việt Nam từ năm 2015. Tại Quảng Bình, với cái mục tiêu là tăng cái tỷ lệ bao phủ vaccine bại liệt cho trẻ dưới 1 tuổi, duy trì và bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt của trên phạm vi toàn quốc và toàn tỉnh, với đảm bảo trên 90% trẻ đủ 5 tháng tuổi được tiêm một liều vaccine bại liệt. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh sẽ chỉ đạo các địa phương tổ chức tiêm vaccine bại liệt IPV cho trẻ trong độ tuổi trên phạm vi toàn tỉnh với tổng số trẻ dự kiến là trên 7.000 trẻ. Hiện tại thì mọi công tác chuẩn bị đối với cái công tác việc tiêm vaccine IPV đã cơ bản hoàn tất. Cụ thể là vaccine và dụng cụ tiêm chủng đã được tiếp nhận và bảo quản tại kho của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh. Vậy đối với việc triển khai tiêm vaccine Combify, tại sao đến thời điểm này các cháu trong độ tuổi vẫn chưa được tiêm và dự kiến thời gian các cháu được tiêm vaccine này là khi nào? Do cái phía Hàn Quốc ngừng sản xuất cái vaccine Quinvaxem phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uống ván, viêm gan B, rồi viêm phổi và viêm màng não mủ do vi khuẩn HIP. Vì vậy thì Bộ Y tế đã quyết định thay thế vaccine Quinvaxem bằng cái vaccine Combify do Ấn Độ sản xuất. Theo kế hoạch của Ban điều hành dự án tiêm chủng quốc gia, tại công văn số 1358 ngày 19 tháng 9 năm 2018, thì vaccine Combify dự kiến sẽ triển khai trên phạm vi toàn quốc, trong đó có Quảng Bình, trong tháng 10 và tháng 11. Thưa ông, khi đưa hai loại vaccine Combify và IPV vào sử dụng, các bậc cha mẹ có con nhỏ cần phải lưu ý những vấn đề gì ạ? Vaccine Combify
và vaccine bại liệt tiêm IPV đạt tiêu chuẩn cả về quốc tế và quốc gia. Thì cả hai loại vaccine này đã được Tổ chức Y tế Thế giới kiểm định rất là nghiêm ngặt và cả hai loại vaccine này đều đạt tiêu chuẩn thẩm định. Bên cạnh đó thì hai loại vaccine này cũng được đánh giá độ an toàn cao tại Việt Nam và đã được Bộ Y tế nghiệm thu và cấp giấy phép lưu hành rộng rãi. Để đảm bảo cho cái độ an toàn trong công tác tiêm chủng thì các bà mẹ có trẻ đi tiêm và các cơ sở tiêm chủng cũng cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về tiêm chủng của Bộ Y tế đã ban hành. Các bà mẹ cũng cần phải thông báo cho cán bộ y tế nếu sau khi tiêm trẻ có các dấu hiệu bất thường như là trẻ quấy khóc, bứt rứt, khó chịu, có trẻ sốt hoặc là các cái vết tiêm bị thâm quần và nó có thể là nổi ban. Đồng thời sau khi tiêm thì trẻ có thể một số cái biểu hiện thông thường như là sốt, rồi đau hoặc sưng tấy tại vết tiêm, quấy khóc. Các bà mẹ thì cần phải lưu ý đến các cháu hơn và cần phải đưa trẻ đến cơ sở y tế khi các dấu hiệu đó kéo dài trong thời gian khoảng hơn 24 tiếng đồng hồ. Để tăng cường cái độ miễn dịch, độ bao phủ và độ an toàn cho tất cả những cái trẻ đã tiêm, đã uống đủ 3 liều vaccine IPV thì Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo là do trong cái vaccine IPV uống nó đang chỉ có tiếp 1 và tiếp 2, không có tiếp 3. Do đó thì cần phải tiêm một liều vaccine IPV để tăng cái miễn dịch đối với tiếp 3 của phòng bệnh bại liệt và nó gây được cái miễn dịch phòng bệnh tốt hơn. Xin cảm ơn ông vì những thông tin vừa rồi ạ. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao.